Hữu Châu Phan. Kính chào IQ em đó, mến chào cô Trần Đạo, mến chào Pháp Nguồn Lào Cai. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Như Pháp kính chào Đạo Tràng, sa thú đanh thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân, thương tọa minh hạnh, đã từ bi hoan hỷ, thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy của giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như Pháp xin thay mặt Đạo Tràng, kính cảm ơn cô Cẩm Vân, đã thay mặt Đạo Tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Chư Pháp cũng xin thay mặt Đạo Tràng kính cảm ơn cô Sạng Đông đã mở sung và cho nghe bài pháp của Ngài giác giới. Nam mô Bích Hà giá. Dạ, hôm nay thì như Pháp kính mời bạn tài quý vị, mời cô Cẩm Vân, mời Thanh Thủy, mời cô Sạng Đông, mời Pháp Nguồn Lào Cai, mời cô Trần Đạo. Dạ, mời tất cả quý vị trong đạo tràng, quý nào có thể thì xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để ôn lại chữ bột kinh ngày hôm nay. Dạ, sa thú văn tài Pháp Nguồn Lào Cai và cô Trần Đạo. Dạ, mời quý vị nha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Ấn Đức Phật, Ấn Đức Pháp, Ấn Đức Tăng ạ. Con kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn cô Như Pháp, cô Hoa Nguyệt, cô Trần Đạo cho biết tín hiệu ạ. Con xin phép được ôn bài Kinh Tiểu Bộ Iti Buttaka, Kinh Phật Tự Thuyết chương 4, Phẩm Mê Khi Giá. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Ra-chá-gá-há tại Guê-ru-quá-ná, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả Sa-ri-put-tá và Tôn giả Ma-ha-mốc-ca-la-na trú ở động Chim Bồ Câu. Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta trong đêm có sáng trăng ngồi giữa trời với tóc mới được cạo xong. Đang nhập định, có hai dạ xoa là bạn với nhau đang đi từ phương Nam lên phương Bắc vì một vài công việc. Các dạ xoa thấy Tôn giả Sariputta trong đêm có sáng trăng ngồi giữa trời với tóc mới cạo xong. Thấy vậy, một dạ xoa nói với dạ xoa thứ hai: "Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này." Được nghe nói vậy, vị dạ xoa này nói với dạ xoa ấy: "Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị sa môn. Này bạn, sa môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực." Lần thứ hai, vị dạ xoa ấy nói với dạ xoa này: "Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này." Lần thứ hai, vị dạ xoa này nói với vị dạ xoa ấy: "Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị sa môn này." "Này bạn, sa môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực." Lần thứ ba, vị dạ xoa ấy nói với vị dạ xoa này: "Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu của vị sa môn này." Lần thứ ba, vị dạ xoa này nói với vị dạ xoa ấy: "Chớ có làm, này không làm gì được với vị sa môn này bạn. Sa môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực." Rồi dạ xoa ấy không nghe theo, dạ xoa này liền đánh trên đầu tôn giả Sariputta. Với cái đánh này có thể làm ngã con voi 7 đến 8 khuỷu tay cao, hay làm bể tan ngọn núi lớn. Ngay lúc ấy dạ xoa ấy hét lớn: "Tôi bị cháy, tôi bị cháy!" và rơi vào đại địa ngục. Dạ, con đã đọc hết đoạn 1 ạ. Dạ, con xin kính mời cô Trần Đạo lên đọc đoạn 2. Con xin phép. Dạ, Nam Mô Bích Hà Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Như Pháp. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc đoạn 2 ạ. Tôn giả Maha Moggallana chớ chiêm nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy tôn giả Sariputta bị đánh trên đầu, thấy vậy liền đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói với tôn giả Sariputta: "Mong rằng hiền giả có thể kham nhẫn, mong rằng hiền giả có thể chịu đựng, mong rằng hiền giả không có đau đớn. Này hiền giả Moggallana, tôi có thể kham nhẫn. Hiền giả Moggallana, tôi có thể chịu đựng.
Hiền giả Moggallana, nhưng đầu tôi có đau. Thật chi diệu thay, hiền giả Sariputta. Hiền giả Sariputta thật có thần lực lớn, thật có uy lực lớn. Ở đây thưa hiền giả Sariputta, có con giả soa đánh trên đầu hiền giả, đánh thật mạnh. Với cái đánh ấy, có thể làm ngã con voi 7-8 phỉ tai cao, hay làm bể tan ngọn núi lớn. Và tôn giả Sariputta đã nói như sau: Này hiền giả Moggallana, tôi có thể kham nhẫn. Này hiền giả Moggallana, tôi có thể chịu đựng, nhưng tôi có hơi đau đầu. Thật di diệu thai, hiền giả Moggallana, thật khi hữu thai, hiền giả Moggallana, có đại thần lực là tôn giả Maha Moggallana, có đại uy lực, vì rằng hiền giả có thể thấy được giả soa. Nhưng tôi này không thấy được một con quỷ đói. Thế Tôn với Thiên Nhĩ, thanh tịnh siêu nhân, nghe được câu chuyện như vậy giữa hai vị long tượng ấy. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Tâm ai như tảng đá, an trú không dao động, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ, không sân. Tâm ai tu như vậy, từ đâu khổ đến được? Dạ, cảm ơn chị Đăng Đông đã post bài ạ. Dạ, con xin gửi mic lại cho chị Cẩm Vân ạ. Dạ, sa phụ, sa phụ, sức trần đạo. Nam mô Bức Thà, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sông Khà, dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ thượng tọa minh hạnh cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc kinh Tiểu Bộ Ý Tí Bút Tá Cá, kinh Phật Tự Thuyết, chương 4, phẩm Mê Ý Giá, bài 5. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Ra Chá Gá Há, tại quê Lú Quá Ná, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta và tôn giả Maha Moggallana trú ở động chim bồ câu. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta trong đêm có sáng trăng, ngồi giữa trời với tóc mới được cạo xong, đang nhập định. Có hai giả so là bạn với nhau, đi từ phương Nam lên phương Bắc. Vì một vài công việc, các giả so ấy thấy, tôn giả Sariputta trong đêm có sáng trăng, ngồi giữa trời với tóc mới cạo xong. Thấy vậy, một giả so nói với giả so thứ hai: Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này. Được nghe nói vậy, vị giả so này nói với giả so ấy: Chớ có làm vậy, này bạn, không làm gì được với sa môn, không làm gì được với vị sa môn này bạn. Sa môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Lần thứ hai, vị giả so nói ấy nói với vị giả so này: Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này. Lần thứ hai, giả so này nói với vị giả so ấy: Chớ có làm. Này bạn, không làm gì được với vị sa môn. Này bạn, vị sa môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Lần thứ ba, vị đại giả so ấy nói với vị giả so này: Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu của vị sa môn này. Lần thứ ba, vị giả so này nói với vị giả so ấy: Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị sa môn.
Này bạn, sa môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Rồi dạ so ấy không nghe theo, dạ so này liền đánh trên đầu tôn giả Sariputta. Với cái đánh này có thể làm ngã con voi đợt 7 đến 8 khỉ tai cao, hay làm bể tan ngọn núi lớn. Ngay lúc ấy dạ so ấy hét lớn: tôi bị cháy, tôi bị cháy, và rơi vào đại địa ngục. Dạ hết đoạn 1. Dạ mến mời bàn tay của Sư Trần Đăng. Sa thủ cô cảm nhân, còn kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Như Pháp, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc tiếp đoạn 2. Tôn giả Maha Moggallana, giới thiên nhãn, thanh tịnh siêu nhân, thấy tôn giả Sariputta bị đánh trên đầu, thấy vậy liền đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói với tôn giả Sariputta, mong rằng hiền giả có thể kham nhẫn, mong rằng hiền giả có thể chịu đựng, mong rằng hiền giả không có đau đớn. Này hiền giả Moggallana, tôi có thể kham nhẫn, hiền giả Moggallana, tôi có thể chịu đựng, hiền giả Moggallana, nhưng đầu tôi có đau. Thật chi diệu thai, hiền giả Sariputta, hiền giả Sariputta thật có thần lực lớn, thật có uy lực lớn. Ở đây, thưa hiền giả Sariputta, có con dạ xoa đánh trên đầu hiền giả, đánh thật mạnh. Với cái đánh ấy có thể làm ngã con voi 7 đến 8 khỉu tai cao, hay làm bể tan ngọn núi lớn. Và tôn giả Sariputta đã nói như sau: này hiền giả Moggallana, tôi có thể kham nhẫn. Này hiền giả Moggallana, tôi có thể chịu đựng, nhưng tôi hơi đau đầu. Thật di diệu thai, hiền giả Moggallana, thật hy hữu thai, hiền giả Moggallana. Có đại thần lực là tôn giả Maha Moggallana, có đại uy lực, vì rằng hiện giả có thể thấy được giả xoa, nhưng tôi này không thấy được một con quỷ đói. Thế tôn giới thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, nghe được câu chuyện như vậy, giữa hai vị long tượng ấy. Rồi Thế tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. 4. Tâm ai như tảng đá, an trú không dao động, không tham dật khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Tâm ai tu như vậy, từ đâu khổ đến được? Dạ thưa chấm dứt. Không biết sis Thanh Thủy có trước máy không? Kính mời sis lên đọc bài tiếp. Dạ, dạ không ai hết. Chắc mời cô tu nữ là Như Pháp hay là làm sao ạ? À? Em sẽ Pháp ngồi sẽ bắt đầu là cao lên đọc tiếp ạ. Dạ, kính mời tiếp. Dạ vâng ạ, à, con chưa được đọc đoạn 2, cho con xin phép được đọc đoạn 2 được không ạ? À? Con cảm ơn cô Như Pháp cho cái tín hiệu. Con xin đọc đoạn 2. Kinh Tiểu Bộ Iti Puttaka, Kinh Phật Tự Thuyết chương 4. Cái này có phải là đoạn 2 không? Con đang đọc đoạn 2 ạ. Con cảm ơn cô. Tôn giả Maha Moggallana với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy tôn giả Sariputta bị đánh trên đầu, thấy vậy liền đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói với tôn giả Sariputta, mong rằng hiền giả có thể kham nhẫn, mong rằng hiền giả có thể chịu đựng, mong rằng hiền giả không có đau đớn. Này hiền giả Moggallana, tôi có thể kham nhẫn. Hiền giả Moggallana, tôi có thể chịu đựng.
Hiền giả Mokkalana, nhưng đầu tôi có đau. Thật vi diệu thay, hiền giả Sariputta, hiền giả Sariputta, thật có thần lực lớn, thật có uy lực lớn. Ở đây, thưa hiền giả Sariputta, có con dạ xoa đánh trên đầu hiền giả, đánh thật mạnh. Với cái đánh ấy, có thể làm ngã con voi 7 đến 8 khuỷu tay cao, hay làm bể tan ngọn núi lớn. Và tôn giả Sariputta đã nói như sau: Này hiền giả Moggallana, tôi có thể kham nhẫn. Này hiền giả Moggallana, tôi có thể chịu đựng. Nhưng tôi có hơi đau đầu. Thật vi diệu thay, hiền giả Moggallana, thật vi thi hữu hay, hiền giả Moggallana, có đại thần lực là tôn giả Maha Moggallana, có đại uy lực. Vì rằng hiền giả có thể thấy được dạ xoa, nhưng tôi này không thấy được một con quỷ đói. Thế Tôn với Thiên Nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe được câu chuyện như vậy giữa hai vị long tượng ấy. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Ai như tảng đá an trú không dao động, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ không sân, tâm ai tu như vậy, từ đâu khổ đến được. Bản dịch dạ con đã xin được đọc hết rồi, con xin chép được dân mắt đến cô. Dạ sa thủ sa thủ, kính cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Nam Mô Bích Thai dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng cùng chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Như Pháp kính lễ với bà với cô tu nữ. Như Pháp kính chào với anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Kính chào anh chị Phan Quang Liêm thì vào đạo tràng. Dạ, đồng hồ con thì còn sớm 5 phút, nhưng Phật tử đã ôn bài rồi. Và con cũng thấy là có Thượng Tọa Pháp Tăng vào rồi. Dạ, sư có thể cho chúng con cung thỉnh Pháp Sư trước mấy phút không ạ? Dạ, tại con thấy bài hôm nay hơi dài. Nếu sư có thể sẵn sàng cho con một tín hiệu để con thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư cũng như đọc bài ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, kính chào người phương Nam về vào đạo tràng. Dạ, Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải bài học ngày hôm nay, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bướng bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rảnh sáng, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phật phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỷ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh Pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ, con xin được phép đọc bài chánh văn và cảm ơn cô Long Đâm cho bài học ạ.
Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 4, phẩm Mê Ghi Giá, bài 5 La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Kosita. Lúc bây giờ Thế Tôn sống bị các tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, các vua, các đại thần của vua, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo quấy rầy. Bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: nay ta sống bị các tỷ kheo ni, vân vân, quấy rầy. Vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Vậy ta hãy sống một mình, xa rời đại chúng. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm bát, đi vào Kosambi để khất thực. Khất thực ở Kosambi, khất thực ở Kosambi. Xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, liền dọn dẹp sàn tòa của mình, cầm y bát, không nói cho thị giả biết, không báo cho những, cho chúng tỷ kheo biết, một mình, không có người thứ hai ra đi. Bộ hành hướng đến Balilayaka, tiếp tục bộ hành và đi đến Balilayaka. Tại đây, Thế Tôn sống ở Balilayaka, khóm rừng Rakhita, dưới gốc cây Salapanda, Panda. Dưới gốc cây Salapanda, rồi một con voi bị cả con voi, các con voi cái, các con voi con, các con voi còn bú quấy rầy, ăn cỏ với đầu ngọn cỏ bị đứt, bị cắt đứt, ăn các cành cây bị gãy, uống nước bị vẩn đục. Khi hợp lặn xong, nên khỏi nước nó bị cắt. Con voi cái cọ sát thân mình, vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái, ăn ổn. Rồi con voi ấy suy nghĩ, ta bị các con voi cái vân vân, ta vì bị phiền quấy rầy nên khổ, không có thoải mái, ăn ổn. Vì ta hãy sống một mình, xa rời khỏi đàn voi. Rồi con voi ấy rời khỏi đàn voi, đi đến Balilayaka, tại khóm rừng Rakhita, ở gốc cây Salapada. Tại đấy con voi ấy, tại chỗ nào Thế Tôn ở, tại chỗ ấy nó dọn sạch cỏ với cái vòi của mình, đem nước uống, đồ ăn để Thế Tôn dùng. Rồi Thế Tôn, trong khi sống độc cư thiền định, tư tưởng như sau được khởi lên: ta trước đây bị các tỷ kheo ni quấy rầy, không có thoải mái an ổn. Nay ta sống không có bị các tỷ kheo vân vân, không có bị các ngoại đạo đệ tử, các ngoại đạo quấy rầy. Vì không bị quấy rầy, ta sống an lạc thoải mái. Còn con voi ấy cũng khởi lên suy nghĩ như sau: trước đây ta sống bị các con voi vân vân quấy rầy, vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Nay ta sống không bị các con voi vân vân quấy rầy, ta ăn cỏ với đầu ngọn cỏ không bị cắt đứt, ăn các cành cây không bị bẻ gãy, uống nước không bị vẩn đục. Khi hợp nặn xong, lên khỏi nước ta không bị các con voi cái cọ sát thân hình, ta không bị quấy rầy nên sống an lạc, thoải mái, an ổn. Rồi Thế Tôn sau khi biết hạnh viễn ly của mình với tâm của mình, biết được tâm của con voi ấy, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: năm, đây là con voi với voi, với voi có ngà lớn, với tâm đều phục tâm, một mình vui thích rừng. Bài 6 La Mã. Như vậy đã nghe một thời Thế Tôn trú ở Sao Quách Thí, tại Chetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ tôn giả Pindo Lapa Radocha ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng,
sống mạo rực, đi khất thực, mặc y lượm từ động xá, chỉ mang ba y, ít dục biết đủ. Chuyện nghi không ưa thích hội hợp, tinh cần tinh tấn, nói hạnh đầu đà, chú tâm vào tăng thượng tâm. Thế tôn thấy tôn giả Phindo Lapa Radoa Chá ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, vân vân. Chú tâm vào tăng thượng tâm rồi thể, chú tâm vào tăng thượng tâm rồi thể tôn sau khi biết rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. 6. Không mắng không gia hại, chế ngự không giới bổn, tiết độ trong ăn uống, nằm ngồi chỉ một mình, chú tâm vào tăng thượng, chính lời chư Phật dạy. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đạo chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Chư Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sankhaya. Cảm ơn cô Như Pháp đã đọc cho cái bài học hôm nay. Kính chào thượng tọa Minh Hạnh để được tự đức. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý thiền đoàn tín nữ. Bài học hôm nay đó là chúng ta học bài số 5 La Mã cũng như là bài số 6 của La Mã. Hai bài, do hai bài này nó có cái ý nghĩa liên hệ với nhau, cho nên hôm nay chúng ta học luôn cả hai bài. Sự thật ra cái bài thứ nhất thì nó cũng không có cái ý nghĩa gì đặc biệt ở trong cái chi pháp tu tập. Bây giờ thì trước khi giảng, chúng tôi cùng quý vị hướng về tam bảo đảnh lễ công tác. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phagavantang Akiwadini. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác Đấng Thiên Nhân Sư Bi Trí Vẹn Toàn. Sokhato Phagavata Thammo Thammang Nama Sami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp và Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhati Bano Phagavato Sawakasangho Sankhang Namami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiện thánh tăng, các ngài quả đắc quả thánh hoặc công phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mong tam bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ đều được sự an lạc. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi không có được khỏe do bị cảm, cho nên là nó không được khỏe trong người. Chúng tôi xin được giảng cái bài học này, chắc có lẽ là cũng giảng với cái thời gian. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học số 5 La Mã ở đây là nói cái sự kiện của Kosambi. Chúng ta thấy ở đây trong câu chuyện này nói đến một cái con voi. Con voi có gọi là Palayaka. Và ở trong cái khu rừng cũng tên là Palayaka. Cái sự kiện mà chúng ta biết là cái sự kiện Kosambi đó. Sukambi tức là một địa danh, nơi đó xảy ra cái sự mâu thuẫn bất hòa giữa chư tăng với nhau, cho nên rằng là Đức Phật cũng có khuyên ngăn. Khi mà chư tăng bất hòa thì những người đàn tính Phật tử họ cũng sinh ra chia rẽ bất hòa, rồi chư thiên họ cũng chia rẽ bất hòa. Cho nên đó là một cái sự bất lợi cho cái đời sống tu học của chúng ta nếu chúng ta đứng rơi vào trong cái hoàn cảnh đó. Cái
cái sự kiện mà chúng ta đọc ở trong Kinh Pháp Cú có nói đến cái câu chuyện là của một vị Pháp Sư, một vị Pháp Sư khi đi vệ sinh rồi là không có úp cái, sau khi mà đi vệ sinh dội nước xong rửa ráy xong, không có úp cái gáo nước xuống, đẩy ngửa lên trên. Này theo luật thì mình đi vệ sinh đó là mình phải úp xuống để khi mà nước nó không có tồn động vô trong cái gáo nước, nó không có dơ là một, nó không có những cái con lăng quăng, con muỗi đậu trên đó. Là vì Pháp Sư này khi mà đi vệ sinh xong là không có lật úp cái gáo xuống mà lật ngửa lên. Một lát sau nữa thì một vị luật sư cũng đi vệ sinh xong rồi cái thấy cái gáo nước bị lật ngửa lên. Cho nên là vị Pháp Sư, luật sư này về nói với đệ tử của mình nói với đệ tử của mình là vị Pháp Sư đó không có biết luật, không biết luật, đi vệ sinh rồi lật ngửa cái gáo nước lên. Thế rằng hai bên giữa vị Pháp Sư này và luật sư này bất hòa nhau. Rồi đệ tử của luật sư với lại hai đệ tử của vị luật sư và đệ tử của vị Pháp Sư nó cũng sinh ra cái sự bất hòa. Thế là nó xảy ra bất hòa thì Đức Phật Ngài mới can gián, Ngài mới can ngăn. Ngài can ngăn tới ba lần, không nghe. Chứ Tỳ Kheo này không có nghe. Mà quý vị biết không, lúc đó nó là bất hòa rất là nhiều. Thì Đức Phật Ngài mới can ngăn ba lần vậy không được. Cái Ngài mới đi vô trong cái khu rừng gọi là khu rừng Ba Lây Giá Cá này nè. Thì ở đây cái tên con voi nó cũng đặt cái tên cái khu rừng đó. Lấy cái tên của khu rừng nè. Voi nó ở trong cái khu rừng đó cho nên là đặt cho nó cái tên gọi là Ba Lây Giá Cá. Sự thật cái sự việc đó đó, khi Đức Phật Ngài vô đó Ngài nhập hạ ở đó 3 tháng. Cho nên chúng ta thấy cái hình nữa là Đức Phật Ngài vô đó Ngài tĩnh tu trong 3 tháng. Rồi là có con voi với con khỉ nó hầu Ngài. Thì đó là cái sự việc mà chúng ta thấy. Sau đó thì ông Cấp Cu Độc thì ông với bà Quy Sa Kha rồi đến để mà khi mà mỗi lần đến chùa đó, không gặp Phật. Thì những người, những vật tử cư sĩ này họ thấy vậy họ mới than phiền là không có Đức Phật, cho nên là họ cũng cảm thấy nó không được hài lòng lắm. Thì họ mới thỉnh với Ngạ Nan, thưa với Ngạ Nan là làm sao thỉnh được Đức Phật trở về. Thì quả thật là Đức Phật ở đó hết 3 tháng mùa mưa, an cư ở đời đó. Rồi xong 3 tháng đó thì Ngạ Nan với sự yêu cầu của ông Cấp Cú Độc cũng như mà Vi Sa Kha, những người đàn tính khác ấy, nên là vô trong rừng Ba La Gia Cá thỉnh Đức Phật về. Thì cái câu chuyện nó chỉ là như vậy thôi. Ở đây trong cái kệ ngôn này ấy, nói là đây là voi với voi, với voi có cả nhà lớn, với tâm điều phục tâm, một mình vui thích rừng. Đây cũng chẳng là, chỉ qua là nói một điều đó là mình thích ở trong một cái nơi thanh vắng, hay là cái tâm của mình phải nghĩ đến cái đời sống độc cư đấy. Đời sống độc cư, độc cư ở đây không hẳn là mình phải đi vô trong rừng mình ở, nhưng mà là lúc nào đó cũng vậy, cái tâm mình cũng phải hướng đến cái đời sống thiền tập an tịnh. Thiền tập an tịnh. Cho nên là mình phải thích sống đời sống độc cư. Thích cái nơi yên tịnh chứ không phải là thích cái nơi ồn ào, huyên náo. Nó không thích những gì đó. Cho nên cái tâm mình tự đặt lại cái, hỏi cái tâm mình, coi mình có thích cái nơi độc cư hay không. Đó là một cái câu chuyện mà chúng ta nói ở đây đó, không có cái hạnh phúc nào lớn bằng cái việc mà tâm mình được điều phục. Bởi vì cái tâm được điều phục thì chúng ta sống được ở đâu đó thì chúng ta vẫn có được cái sự an lạc. Còn nếu mà tâm không được điều phục thì ở đâu nó cũng không có được cái sự an lạc. Cái tâm của mình nó dễ bị sự mong vọng,
mình ở nơi ồn ào thì mình nghĩ là vô ở trong cái nơi thâm sâu cùng cốc sơn lâm vậy đó, để mà mình yên tĩnh. Nhưng mà rồi cái tâm mình không có đào huấn luyện cho cái tâm của mình thì mình ở trong rừng thì mình cũng lại không có sự an lạc được. Nhưng mà ở đây hỏi một, tự đặt ra một điều đó là tự mình hỏi coi mình có thích nơi độc cư hay không. Giống như là một cái vị mà có một cái đời sống thiền hành á, thiền tập đó, thì lúc nào cái vị đó họ cũng có được cái chuyên tâm vào trong cái đề mục, cho nên họ vẫn có được cái sự an lạc trong mọi cái hoàn cảnh này.